Không phải luôn. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác không có mạng. sống một đêm Sống không có có một chức mạng năng. cũng rất là Sống có chức năng. bình thường. Xong bây giờ em mua đai nữa mới cho bạn em. Ủa, Không đeo tay ok lắm á. không có mạng nên rảnh quá không biết làm gì. Chụp hình cho mà quay Cả cho. nhà tí hon người đang ngủ. Gì đó đẹp. Bếp lửa xua tan cái lạnh.